Cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các nhà, hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020. Và rất vinh dự chúng tôi đón hai anh em Tuấn Phú tại Yên Lập Phú Thọ về đặt một bộ bàn ghế Âu Á 10 món bằng chất liệu gỗ hương đá. Rất cảm ơn hai anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm chúng tôi. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 5086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cốc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ok, xin chào mọi người.